Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái phần mềm Liên Quân thử nghiệm. Cái phần mềm này thì các bạn có thể là chơi được trước các con tướng mà ở Liên Quân bình thường là không không có, chưa có. Đấy. Để mình sẽ giới thiệu sơ qua với các bạn. Mình sẽ vào mục shop. Rồi, chúng ta sẽ vào mục tướng này. Đây, tất cả các con tướng là sẽ được mua bằng vàng hoặc là ruby. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những con tướng. Đây, ngoài ra sẽ có những con tướng mà ở Liên Quân bình thường là chúng ta sẽ chưa có. Đây, mình sẽ nói ví dụ. Đây, ví dụ con Alen này. À, con này là một con đấu sĩ tiền vệ này. Đấy, chơi kiếm rất hay này. Hoặc là ăn xoay tri này. Đấy, con này là cũng chưa có này. Hoặc là con thôm này. Con này là con xạ thủ này, tay súng hủy diệt này. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ vào chơi cờ. Đây, cờ Liên Quân đây. Đấy. Mình vào nhầm từ điển. Đấy, rồi không sao. Mình sẽ vào lũ lượn chẳng hạn này. Đấy. Cái cờ này sẽ sẽ khá là hay. Khi phiên bản chính đang cập nhật thì chúng ta vẫn có thể là vào chơi được cờ. Đấy, bằng cách là vào thầy dạy cờ. Đấy. This is the board where you will be competing. Every round you will then be automatically matched with an opponent when the round starts. Chúng ta đánh nhau. Tải thật nhanh lên quân thử nghiệm bằng cách đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn tải. Thứ nhất là vào chôm này, các bạn sẽ vào Google này. Đấy, ok, các bạn sẽ tìm Liên Quân thử nghiệm, ấn vào máy chủ thử nghiệm ở trên đỉnh này. Rồi các bạn thuộc máy Android thì các bạn sẽ ấn vào tải APK ở bên phải này. Còn iOS thì ấn tải trên iOS. Rồi ấn tải APK. Đấy. Thì chúng ta sẽ ấn tải xuống. Và khi tải xong thì các bạn cứ mặc định là ấn đồng ý. Nó sẽ hỏi là tải cái tệp này có thể gây độc hại thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục cài đặt. Rồi, chúc các bạn tải được game Liên Quân thử nghiệm thành công. Rồi, xin chào.